Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ma bẻ lái, mình là ma truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra ở Hồng Kông vào năm 1963 nha các bạn. Cái vụ án này nó xảy ra tại khu tái định cư Quan Tông, mà người ta còn gọi là Quan Đường khu các bạn. Đây là một cái khu cộng đồng người nghèo, người lao động ở Hồng Kông và đây là một cái vụ án gần như lớn nhất trong cái cộng đồng người lao động nghèo ở hồng kông đó các bạn trong một số cái vụ án thì chúng ta thường thấy cái mô tiếp là vụ án xảy ra và cảnh sát sẽ phải rất vất vả để điều tra xem hung thủ là ai qua bao nhiêu khó khăn tìm được hung thủ rồi còn phải qua một số cái quá trình điều tra xét hỏi thẩm vấn các thứ để khẳng định và buộc tội cái hung thủ đó chính là kẻ đã gây ra những cái vụ án đó nhưng nó cũng có một số cái vụ án mà cảnh sát không cần phải điều tra truy tìm hung thủ giống như vụ án này các bạn là bởi vì không những nhân chứng vật chứng hung khí gây án mà ngay cả hung thủ vẫn còn đang ở lại hiện trường các bạn cảnh sát chỉ việc tới và bế lên xe chở đi thế thôi Tuy nhiên đối với vụ án này Thì cái đằng sau Của cái sự kiện thảm khốc này Nó mới là cái điều mà Đáng để chúng ta suy ngẫm các bạn Vào những năm 1960 Thì khu tái định cư Quang Tông còn gọi là quan đường khu các bạn Nó là một trong những khu tái định cư đầu tiên ở Hồng Kông Nó có tổng cộng là 24 tòa nhà Được xếp theo cái bảng chữ cái alpha B Mỗi một tòa nhà nó có 7 tầng và những người ở trong đây là những người lao động nghèo không các bạn. Ở trong cái căn hộ ở đó thì một cái căn hộ nó cũng nhỏ gọn thôi, có cái nhà tắm, cái nhà bếp với cái phòng để sinh hoạt chung. Còn những cái như giặt giũ các thứ thì nó phải đi ra ngoài. Nó có một cái khu riêng mà những mọi người ở đó người ta sẽ dùng chung, ví dụ như à, mấy hộ dùng chung một cái chỗ giặt giũ vậy đó. Và ngày 24 tháng 12 năm 1963, tức là theo lịch Dương nó là Noel, Giáng sinh đó các bạn Nhưng mà theo cái lịch âm của năm đó Thì nó rơi vào cái Gọi là cái tiết đông chí Ở Trung Quốc cổ đại thì Nó chia một năm ra thành 24 tiết khí Trong đó thì mỗi một mốc có 15 ngày Để đánh dấu cái sự thay đổi của khí hậu Và cái quá trình chuyển mùa Tại Trung Quốc, Đại Lục thì người ta Tính cái thời điểm đông chí là cái ngày mà Đêm thì dài nhất Mà ngày thì ngắn nhất nó xem là một cái cột mốc dịch chuyển quan trọng các bạn giống như qua cái thời gian này là bóng tối sẽ nhường cho ánh sáng nhường cho dương khí rực rỡ vậy đó và nó cũng là cái báo hiệu kết thúc một cái chu kỳ của một năm xuân hạ thu đông là kết thúc với các bạn và tới cái ngày đông chí người ta coi giống như cái tết vậy đó nhiều gia đình người hoa người ta sẽ tổ chức ăn uống họp mặt gia đình xung vầy chúc tụng nhau các thứ nhưng mà riêng cái tiết đồng chí năm 1963 này thì không những không xung vầy mà nó còn xảy ra một cái thảm án gọi là tan đàn xẻ ngé của một cái gia đình các bạn. Và lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó thì tại một cái cửa hàng giấy có tên là Lưu Hổ Kỳ ở đó bán giấy tờ rồi các thứ tạp phẩm tạp hóa. Nó nằm ở số 25 tầng trệt của cái tòa nhà Di, khu Di. Có một người tên là Lưu Lễ Ông cũng lớn tuổi rồi Ở đó người ta gọi ông là Lão Lu Đang ngồi đọc báo Nghe đài rồi các thứ Thì đột nhiên ông nghe Một cái rầm ở ngay trước Cái cửa hiệu của ông vậy đó Thì ông vội vàng ông chạy ra coi Khi ông chạy ra thì ông thấy Một cái đứa bé khoảng chừng mấy tuổi Bị rơi vô trong Cái giỏ tre các bạn Hồi xưa người ta đựng rác bằng cái giỏ tre Rơi vô trong cái giỏ đó Thì nhìn là thấy đầu nó có chảy máu và giờ nó đang trong cái tình trạng bất tỉnh rồi nhưng mà thấy nó vẫn còn thở có nghĩa là vẫn hy vọng là cứu được cho nên ông ta mới hô hoáng người ta đến cứu và kêu cái thằng lính ở trong cái tiệm của ổng á gọi báo cảnh sát và gọi cứu thương liền chỉ khoảng chừng 2 phút hơn hay là 3 phút mấy gì vậy các bạn đang đợi xe cứu thương đến thì ổng nghe thêm một kiếp bịch nữa lần này là nó nằm sau lưng của ổng Ông quay ra sau ông nhìn Lại là một đứa bé nữa các bạn Và đứa bé này nó nhỏ hơn cái đứa đầu nhiều Và nó không còn thở nữa Ông còn đang đứng hình Chưa có kịp hoàng hồn Thì nghe thêm một cái tiếng Rầm lớn thiệt lớn Ở kế bên hông ông luôn Trong cái lúc mà ông bị giật mình lên một cái các bạn Ông cảm giác thấy cái chân của ông Nó bước nhẹp à. Thì ông nhìn xuống hai cái ống quần của ông đó các bạn đúng là nó ướt nhẹp và ông biết cái đó là huyết tương là máu các bạn thì khi quay qua nhìn nó là một cái xác của một người đàn ông và máu đó là của cái người đàn ông nó bắn vô cái chân của ổng lúc này là người đàn ông đang trong cái tình trạng gọi là dãy đành đạch trước khi chết rơi từ trên lầu cao xuống mà người ta gọi là thất lỗ đổ máu các bạn có nghĩa là hai con mắt hai lỗ tai hai cái mũi với cái miệng là đều phun máu ra hết Và tới lúc này thì gần như toàn bộ cái dân cư của cái khu vực đó Bu vô để coi Còn riêng ông Lão Lưu sau khi có người gọi cảnh sát Gọi xe cứu thương hết Ông cứ thẫn thờ, thẫn thờ thì Ông đi thẳng vô cái ghế cái chỗ ông lúc đầu ông ngồi đó Rồi ông cứ ngồi thẫn thờ vậy các bạn Mà thẫn thờ cũng đúng thôi Tại vì không phải cái chuyện mà chứng kiến một lần ba cái mạng người bị chết trước mặt mình Nó đã là một cái điều kinh hoàng rồi Nhưng mà nếu nghĩ kỹ lại Lỡ mà một trong ba cái xác đó nó lệch một chút xíu thôi Nó mà rớt trúng ổng một cái là ổng đi chung luôn các bạn Ổng còn hoảng thêm vì cái, 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 suy nghĩ đó nữa Cho nên cứ thẫn thờ, thẫn thờ ngồi vậy đó Trong cái lúc đó thì ở trên tầng 3 của cái khu tòa nhà nó tự nhiên có một người phụ nữ lại hét toáng lên là cứu, cứu, có người chết, có người chết. Mới đầu người ta nghĩ rằng bà đứng ở trên cái lan can, bà nhìn xuống bà thấy mấy cái xác chết bị té từ trên xuống các bạn. Bà la làng. Nhưng mà thật ra không phải các bạn. Ở trên đó còn một cái xác chết nữa. là một xác chết của một người nữ các bạn. Là bà kêu cứu có người chết là cái xác chết ở trên cái tầng của bà chứ không phải mấy cái xác ở dưới đâu. Lúc này là coi như là toàn bộ cái khu dân cư của Quang Tông coi như là rối loạn hết trơn luôn. Đến 10 giờ 40 cảnh sát đã quy động người đi lên cái tầng 3 nơi mà có cái người phụ nữ người ta hét lên là có xác chết. Thì khi lên trên đó, đến cái phòng 360, thì nằm ngay giữa cái cửa đó, các bạn là một cái xác của người phụ nữ bị đâm rất là nhiều nhát và đã tắt thở rồi trên người cổ là còn đeo cái dây đeo cái dây điệu em bé các bạn ướt đẫm máu luôn tổng cộng ở trên người cổ ngoài một cái nhát dao chí mạng nằm ở ngay cổ nó có thêm bốn năm nhát dao nữa các bạn là giống như là cái kẻ thủ ác căm thù lắm hay sao đâm rất là nhiều nhát và liên tục vào người cổ giống như là quyết tâm để đoạt mạng cổ vậy đó và đây là một cái vụ án dường như là có nhiều nhân chứng nhất rất là nhiều người thấy được cái hung thủ đó cái quá trình vụ án nó được người ta tường thuật lại là như thế này nữ nạn nhân tên là tô bỉ lan người ta hay còn gọi là a lan còn cái kẻ hung thủ á thì tên là trần quang minh người ta gọi là a minh hắn là anh họ của chồng của a lan các bạn người chồng của a lan tên là trần hồng thắng nhưng mà lúc đó vẫn còn đang đi làm chưa có về nhà do cái điều kiện thông tin ở thời điểm đó đâu có di động đâu các bạn đâu có báo được liền đâu cho nên đến lúc mà anh ta về nhà thì Giống như nó tan quang Mọi thứ là tan đàn sẽ ngé hết rồi. Vợ chết con chết Lúc đó người ta thấy được rằng A Minh đi vào nhà cùng với A Lan Sau đó hai người cãi cọ lời qua tiếng lại Rồi sau đó những cái người ở phòng kế bên Người ta nghe một cái tiếng rú lên rất là lớn Nhưng mà lúc đó người ta vẫn còn đang sợ Còn lại vòng vòng một hai căn ở gần đó Là nữ không các bạn Còn đàn ông người ta đi làm hết rồi cho nên cũng sợ không có dám mở cửa ra Đến lúc mà yên ắng rồi Nghe được cái hơi hướng ấy, Yên ắng rồi mới mở cửa ra nhìn Thì lúc đó đã thấy Alan đã chết gục trong vũng máu Cái điệu Cái điệu mà để điệu em bé Các bạn còn quấn trên người Còn cái tên A Minh lúc đó đã sách Cái thằng bé 5 tuổi Thằng con trai lớn của Alan Dục thẳng ra ngoài lan can các bạn Mà cũng may một chút là khi nó rớt xuống thì nó máng ngay cái dây phơi đồ ở tầng 2 Nó cũng giảm được bớt lực rồi Từ tầng 3 rớt xuống mà Rồi sau đó rớt thẳng vô trong cái sọt rác Cái sọt tre mà đựng rác á, Nó cũng giảm đi thêm một miếng lực nữa Cho nên nó nó bị bất tỉnh Nhưng mà nó vẫn không chết A à Minh chưa dừng lại ở đó Mà sách theo thằng em Thằng em là mới có 8 tháng tuổi được mẹ Gỡ ra khỏi cái điệu của mẹ đó đó Rồi chạy thẳng lầu 7 khi mà hắn chạy lên lầu 7 thì có hai ông bà cụ cũng năm mươi mấy sáu tuổi Cũng ở trên tầng 7 đó thấy hắn chạy lên tầng thượng thì cũng chạy theo Nhưng mà thấy đằng đằng sát khí tay thì cầm hung khí Máu còn đang chảy rồng rồng Rất là ghê rợn người ta đâu dám tới gần các bạn Người ta chỉ thấy là nó ôm cái đứa bé đó ra đứng ngay trên sân thượng ngay cái mép đó. Rồi ngưỡng cổ lên trời Lẩm bẩm một cái điều gì đó mà người ta không nghe được Rồi sau đó hắn mới quăng đứa bé xuống rồi sau đó hắn cũng nhảy xuống luôn Tạo ra một kết cục bi thảm như nãy giờ mình nói Như vậy là một mình Quang Minh đã gây ra cái vụ phạm án này Tính ra là hắn giết ba người Và hắn nhảy xuống tự tử nữa là bốn người Nhưng may mắn là đứa con trai 5 tuổi của nạn nhân A Lan Thì vẫn cứu chữa được Cái vụ án nó rõ ràng như vậy luôn rồi Nhưng cái điều gì để dẫn lên cái chuyện này Cái mối thâm thù quyết hận gì mà đến nỗi tàn sát cả nhà của em họ mình như vậy Người ta lục soát ở nhà của A Minh Thì người ta phát hiện ra một cái cuốn nhật ký Ở trong đó viết rất là nhiều thứ kể từ năm 1957 Và cộng với lời khai của chồng của A Lan Cùng với những lời khai của nhân chứng hàng xóm xung quanh Thì người ta đã biết được cái nguyên nhân và cái câu chuyện này nó đã diễn tiến như thế nào để dẫn tới cái vụ thảm án ngày hôm nay trần hồng thắng là chồng của nữ nạn nhân a lan và trần quang minh là hai anh em họ tuy a minh nhỏ hơn a thắng một tuổi nhưng mà do theo vai vế thì a minh là anh hai người đều cùng một quê đó là huyện hải phong thành phố sáng vĩ tỉnh quảng đông A Thắng thì qua Hồng Kông trước, A Minh thì qua sau Nhưng mà vô tình thì hai người này lại làm việc chung ở một cái nhà máy nhựa ở Củ Long Cho nên mới nhận ra nhau Và từ đó thì cái mối quan hệ phát triển rất là tốt Trong thời gian đó thì đến năm 1957 Hai người này mới gặp một cái nữ đồng nghiệp là Tô Bỉ Lan, thường gọi là A Lan Cô ta là một thiếu nữ rất là xinh xắn, dịu dàng và dễ thương cho nên đã chiếm được cảm tình của cả hai anh em họ này luôn tuy nhiên thì có vẻ như a lan nghiêng về a thắng hơn a thắng thì tính hoạt bát sôi nổi năng động các bạn. còn a minh thì có vẻ như là trầm tĩnh ít nói hơn và giống như sống nội tâm và quả thật thì cuối cùng a lan đã nghiêng hẳn về phía a thắng và hai người đã kết hôn với nhau người ta đọc nhật ký của a minh thì người ta thấy được ở cái thời điểm đó dường như a minh luôn tự trách mình rằng sao nhút nhát không có dám ngỏ lời sớm để cho a thắng ngỏ lời sớm hơn và thành công anh ta luôn dằn vặt mình như vậy những cái gì ghi trong nhật ký nhưng mà mình nghĩ rằng có lẽ anh ta không nghĩ tới cái chuyện nó không phải là ai nói trước ai ngỏ lời trước ngỏ lời sau đâu mà nó thuộc về cái gu thí dụ như Ai Lan đã thích cái gu năng động hoạt bát ví dụ như nói nhiều đi thì sẽ không thích những cái người trầm tĩnh ít nói và ngược lại những người phụ nữ nào mà thích những cái người mà trầm tĩnh ít nói mà cái thằng cua mình nó nói nhiều quá người ta cũng bực mình nó ghét không các bạn suốt ngày chí cha chí trách người ta thích cái gu trầm tĩnh thì người ta sẽ có cảm tình với những người trầm tĩnh ít nói ngược lại người ta thích những cái thằng nói nhiều những cái người năng động thì người ta sẽ không có thiện cảm nhiều với những người trầm tĩnh ít nói đó nó là như vậy nhưng mà anh ta nghĩ rằng có lẽ là do anh ta đã chậm một bước Không dám ngỏ lời sớm mà không chiếm được cảm tình của A Lan Nhưng mà điều đó không phải Sau khi A Lan và A Thắng kết hôn với nhau Thì sinh được thằng con trai rất là khấu khỉnh Ban đầu hai vợ chồng này không phải sống ở cái khu tái định cư này Các bạn sống ở một cái nơi khác Lúc mà sanh con thì A Lan nghỉ ở nhà Còn A Thắng thì vẫn tiếp tục đi cày cuốc để kiếm tiền nuôi gia đình còn A Lan ở nhà thì chăm sóc con Với lại làm thêm cái đan áo, mũ len rồi các thứ các bạn Để kiếm thêm thu nhập Cuộc sống nó tưởng nó êm đềm vậy Thì đến tháng 4 năm 1961 A Thắng do làm việc quá sức Cho nên không may thì bị lao lực các bạn Và mắc cái bệnh gọi là bệnh lao phổi Mà cái bệnh lao phổi thời điểm đó nó căng lắm các bạn Nó giống như bệnh truyền nhiễm Chữa rất là khó khăn mà cần đòi hỏi một cái khoảng thời gian dài Chứ bây giờ thì bệnh lao chữa nó cũng dễ dàng hơn hồi xưa rồi Hồi xưa là ai mà bị bệnh lao là giống như bị kỳ thị luôn Rất là ghê mà phải vô nhập viện Ở trong đó suốt luôn gần như là cách ly á các bạn Thì anh ta phải nhập viện để chữa trị trong một khoảng thời gian dài Vợ con thì cũng không có vô thăm được thường xuyên như những cái bệnh khác đâu Cái bệnh lao này thời điểm nó Người ta rất là sợ cái vấn đề nó lây nhiễm Nó trở thành đại dịch đó các bạn Tổng cái thời gian mà A Thắng nằm ở trong viện Để điều trị nó cũng phải 9-10 tháng thì trong cái khoảng thời gian đó a minh lại rất là nhiệt tình giúp đỡ a lan qua chăm sóc phụ giúp việc nhà rồi chăm sóc con của cô thậm chí do điều kiện kinh tế khó khăn ở trong nhà a lan có cái gì là bán được là bán hết để lo chữa trị diện phí cho chồng thì a minh còn sẵn sàng đi ra đứng ra vay mượn ở bên ngoài rất là nhiều đợt tiền để đưa cho a lan tập trung chữa trị cho chồng của mình các bạn thì trong cái tình cảnh đó cộng với lại cái tình yêu của a minh dành cho a lan từ cái thời mà cô ta chưa có kết hôn với người em họ giống như nó phát triển lên và không biết có phải do một phút yếu lòng gì hay là như thế nào của a lan nhưng mà họ đã có nảy sinh cái mối quan hệ tình cảm nó trên mức là em dâu với lại anh họ của chồng vào tháng 2 năm 1962 thì A Thắng bình phục và được xuất viện. Tuy nhiên khi về đến nhà các bạn thì nghe những cái hàng xóm ở cái khu đó người ta đàm tiếu nhiều. Người ta đại loại nói những cái thông tin giống như là anh đã bị cấm sừng rồi, vợ anh ở nhà đã lên giường với người khác rồi, những cái thông tin đó. Mà tại cái chuyện đó là người ta thấy thiệt chứ không phải là người ta bị chuyện nữa. Thì tất nhiên rồi A Thắng rất là bực bội nổi trận lôi đình và chất vấn a lan thì a lan cũng có thừa nhận là có cái mối quan hệ như vậy nhưng mà a lan vẫn rất là yêu a thắng và thời điểm đó thì giống như là anh minh anh giúp đỡ rất là nhiều và nó đã xảy ra cái chuyện như vậy a lan cũng rất là thiệt tình cái cuộc hôn nhân này gần như nó, nó, nó đi đến đổ vỡ tưởng chừng là như vậy nhưng mà A Thắng thì lại là một người rất là rộng lượng Cũng nghĩ cả một thời gian dài mình nằm viện Không có làm ra được đồng nào Vợ con ở ngoài rất là khổ cực Cho nên anh ta giống như anh ta cũng Tha thứ cái chuyện đó cho A Lan Nhưng mà A Minh thì đâu có chịu các bạn Ba người này mới tổ chức một cái buổi nói chuyện Ba mặt một lời Thì lúc này A Minh mới nói Bây giờ để cho A Lan chọn Nếu mà A Lan chọn người nào Thì A Lan sẽ đi theo người đó và kết quả thì các bạn cũng biết rồi A Lan vẫn chọn người chồng của mình là A Thắng Cho nên A Minh giống như là sụp đổ đi các bạn Anh ta tưởng dần như là trong cái thời gian vừa qua đã Chiếm được cái tình yêu của A Lan Nhưng mà cuối cùng thì không phải như vậy Anh ta giống như là điên tiết lên Nhưng mà bây giờ đâu có làm được cái gì nữa Cho nên đã bỏ đi Đến giữa năm 1962 thì A Thắng tìm được một cái công việc khá tốt ở một cái công trình xây dựng cái công trình nó đang xây dựng cho một cái viện dưỡng lão và do cái tính tình siêng năng cho nên qua một thời gian ngắn thì anh ta đã được thăng chức lên làm giống như là đốc công đó các bạn quản đốc á thì mức lương nó cũng tương đối khá cuộc sống của gia đình nó cũng dễ thở hơn một chút rồi đến tháng 8 cùng năm được cái sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè thì gia đình này đã chuyển đến cái khu tái định cư ở quanh tông rồi sinh sống ở đó và thời gian này thì họ lại hạ sinh thêm một đứa con trai nữa. Đến tháng 10 năm 1963 thì A Minh lại đột ngột xuất hiện các bạn. Tỏ vẻ là một người rất là thay đổi so với hồi xưa. À, muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình và muốn nối lại cái tình cảm giống như ngày trước. Và A Thắng thì tính tình cũng rất là rộng lượng. Nói là đánh kẻ chạy đi với ai đánh người chạy lại đúng không các bạn. Rồi sau đó thì cũng chấp nhận cái lời xin lỗi đó và còn mời A Minh là ăn cơm ở nhà nữa. Nhưng mà chỉ sau đó thì khi A Thắng đi làm xa mấy ngày mới về Thì lúc đó A Minh lại lộ mặt ra Và tiếp tục gọi là rùa quến dụ dỗ A Lan Cứ khuyên A Lan là bỏ A Thắng đi và đi theo mình Tuy nhiên thì A Lan không có chấp nhận cái điều đó Mà cứ bị quấy rầy hoài cho nên cô ta đành phải báo cảnh sát Và mọi chuyện cứ tưởng như vậy là nó sẽ kết thúc Nhưng mà không Đến ngày 24 tháng 12 các bạn thì một lần nữa A Minh lại canh cái thời gian A Thắng không có ở nhà Đi đến để tìm A Lan Và lúc 10 giờ sáng cái ngày mà xảy ra vụ án Thì lúc đó A Lan mới đi chợ về Thì hắn đã đi theo sau lên tới tận cửa các bạn Cái nội dung của cái cuộc nói chuyện và cãi vã đó Do những người hàng xóm người ta nghe được Thì cũng là cái nội dung mà A Minh cứ hết mực Khuyên A Lan là phải bỏ A Thắng về đi theo mình đi và đôi anh ta còn kèm theo những cái hăm dọa nữa là nếu không đi theo anh ta anh ta sẽ giết cả nhà các thứ tuy nhiên thì alan không có đồng ý alan nói là bây giờ không có giống như hồi trước được cô ta không thể bỏ chồng bỏ con đại loại như vậy đó rồi hai người mới xảy ra cãi vã lời qua tiếng lại và cuối cùng thì a à minh đã rút dao ra đâm chết alan mà sau đó là thủ tiêu ném hai đứa con của cô ta và tự tử luôn như cái quá trình vụ án ban đầu đó các bạn Như vậy thì cái vụ án này ngoại trừ A Thắng và hai đứa con là gần như vô can trong cái chuyện này Và không có khả năng làm được cái gì ở trong cái câu chuyện này hết Chỉ còn có hai nhân vật mà để chúng ta có thể bàn tới đó là A Minh và A Lan A Minh thì không cần phải nói rồi, hắn là một kẻ rõ ràng là yêu nhưng mà yêu một cách cực đoan Quá là cực đoan luôn chính vì cái sự cực đoan đó mà trong cái thời gian mà a thắng nằm viện thì dường như hắn đã có cái cảm giác là mình gần như đã chiếm chiếm được cái tình yêu rồi nhưng mà cuối cùng thì lại phục mất và cái tình yêu cực đoan của hắn đã đi đến đỉnh điểm dẫn tới cái chuyện là ta mà không có là cũng không ai được có hết cho nên hắn đã giết cả nhà của a lan là như vậy cái lỗi của hắn thì quá rành rành rồi nhưng mà Liệu Alan có lỗi gì trong cái chuyện này không? Là nạn nhân đó nhưng mà có cái lỗi gì trong cái chuyện này không? Tất nhiên thì trong cái tình cảm và trong cái hoàn cảnh Ở cái thời điểm đó nó xảy ra như vậy Thì cũng khó đó, trách và cũng khó nói là ai đúng ai sai Nhưng ở đây mình đang đứng ở một cái góc nhìn Từ thứ ba nhìn vào cái câu chuyện A Lan thời điểm đó Phải chi cô ta kiên định hơn một chút xíu nữa Đừng có bị yếu lòng trong một cái khoảng giây phút đó để mà làm cho a minh có cảm giác như là mình đã thuộc về a minh rồi đâu ngờ là cái kẻ này cực đoan đến mức độ như vậy để rồi khi hắn bị lấy đi cái mà hắn tưởng là hắn có thì hắn lại trở nên điên loạn và điên loạn tới mức cùng cực đưa ra cái hành động là giết cả nhà của người mình yêu rồi mình tự sát có lẽ lúc đó theo mình nghĩ là a minh đã có cái cảm giác giống như mình bị lừa bị lợi dụng cái tình cảm mà trong khi cái tình cảm của a minh là tình cảm thật cái tình cảm từ cái hồi mà hai người cùng đang đeo đuổi a lan cơ còn cái chuyện mà a lan trong cái thời điểm đó nó có tình cảm thật với a minh trong một cái khoảng thời gian đó hay không thì không thể nào biết được bởi vì cô ta đã chết rồi nhưng mà mình nghĩ cô ta vẫn yêu chồng của mình hơn thật sự là yêu chồng của mình cho nên mới có cái sự chọn lựa khi mà đứng ở cái ngã ba đường cái thời điểm đó nhưng mà làm như vậy thì rõ ràng là tác vô mạch a à minh một cú tát quá nặng nề rồi để cho hắn giống như cảm giác bị mình là bị lừa bị lợi dụng cái tình cảm và cộng với cái tư tưởng yêu cực đoan của hắn thì nó đã tạo nên cái thảm kịch thảm khốc này dẫu biết rằng ở trong tình cảm trong một cái khoảnh khắc trong một cái thời điểm nào đó nó cũng rất là khó để phân định được đúng sai tuy nhiên thì nó giống như cái hiệu ứng cánh bướm các bạn hay là một que diêm có thể đốt cả một cái khu rừng vậy đó những cái hành động những cái quyết định của mình trong quá khứ nó sẽ ảnh hưởng đến hiện tại và những cái hành động những cái quyết định của mình ở trong cái hiện tại nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của mình về sau về tương lai điều đó là chắc chắn mình quyết định ở hiện tại cái hướng này thì tương lai nó sẽ đi một cái hướng như vậy còn mình quyết định theo một cái cách khác thì tương lai nó sẽ đi theo một cách khác Nếu mà thời điểm đó Alan vẫn nhận sự giúp đỡ nhưng kiên định hơn một chút Vẫn giữ được cái tấm lòng son sắc mà không bị yếu lòng Không để cho A Minh bị rơi vô một cái tình trạng là mình bị lợi dụng cái tình cảm trong cái thời điểm đó Thì có lẽ là cái tai họa thảm khốc này nó đã không xảy ra Nhưng biết sao bây giờ, nó là sự thật và nó đã xảy ra rồi Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi chúng ta sẽ gặp nhau ở những vụ án tiếp theo nhé. Các bạn thích làm về những kỳ án nào nhớ comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại nhé.